Xin chào các bạn, mình tên là Nguyên và sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái dụng cụ để chúng ta có thể tự pha chế một ly cocktail tại nhà. Ở đây mình có hai loại dụng cụ đong, đó là thìa đong và zigger. Thì thìa đong này sẽ chia ra những cái định lượng nhỏ, ví dụ như là 1,5, 2,5, 5 và 15ml. Cái thứ hai sẽ là hai loại zigger mình khá thích sử dụng và nó sẽ rất là thông dụng, đấy là loại 30, 60 và loại 30, 45. Sau đó thì sẽ có hai loại shaker, đây gọi là standard shaker, nó sẽ có 3 mảnh dùng để pha chế một ly cocktail duy nhất. Cái thứ hai sẽ là Boston shaker, cái này thì có thể sử dụng cho những ly cocktail mà có nguyên liệu thô bên trong, ví dụ như là rau này, củ quả các thứ, và có thể shake từ 2 đến 3 ly cocktail cùng một lúc. Và đi kèm với nó sẽ là hai loại strainer, cái này sẽ gọi là Horton strainer và đây là double strain. Thì cái loại này sẽ có hai loại khác nhau, loại có lò xo, loại không có lò xo, nhưng mà đây cái strainer này mình có thể sử dụng rất là đa dạng và nó rất là dễ dùng. Cái này thì sử dụng sau khi mà shake xong ấy, chúng ta dùng cái này để lược những cái đá vụn để tránh cho cái ly cocktail của chúng ta bị nhạt đi. Tiếp theo đó là cái mixing glass, chúng ta có thể sử dụng cho những cái ly cocktail mà không có những nguyên liệu thô bên trong và hoàn toàn bằng rượu, ví dụ như là Old Fashion, Martini, Negroni hay Manhattan. Và đi kèm với nó sẽ là cái bar spoon hay còn gọi là cái thìa khuấy, thì chúng ta có thể khuấy ở trong ly cocktail như này lạnh. Và sau đó là cái bộ dụng cụ để chúng ta có thể sơ chế những cái nguyên liệu, ví dụ như là chảy dầm. Cái này sẽ là cái để vắt hai loại chanh, chanh vàng và chanh xanh, đúng không? Bủ đôi cái quả chanh ra và để vào trong lòng này và chúng ta ép nó xuống. Dao và thớt. Và đây mình nghĩ là cái dụng cụ này rất là hữu dụng. Nó dùng để nạo vỏ cam, vỏ chanh và dưa chuột để giúp làm tăng cái hương vị cho cái ly cocktail của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì có thể nhắn tin trực tiếp đến link Facebook của mình ở dưới đây. Và hãy đón chờ những video hướng dẫn pha chế cocktail tại nhà của bọn mình. Và cheers, chúc sức khỏe tất cả mọi người.